Tại quận Sơn Trà, lễ giao nhận quân năm 2023 đã diễn ra trang trọng, an toàn. Đến dự có trưởng ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh và phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Năm nay, quận Sơn Trà được giao 178 chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, trong đó có 136 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ quân sự và 42 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Thanh niên nhập ngũ được xét chọn đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức và sức khỏe. Và lúc 4 giờ sáng nay em đã dậy để chuẩn bị đồ đi nghĩa vụ. Em rất là trong người em đang là rạo rực và háo hức trước khi lên đường nhập ngũ 2023. Trong môi trường quân đội thì tôi sẽ cố gắng học tập rèn luyện để xứng danh với lại bộ đội Cụ Hồ. Thực hiện quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Thời gian qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Sơn Trà đã phát huy vai trò trách nhiệm, tổ chức xét duyệt công dân đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự chặt chẽ, công bằng, dân chủ, đúng luật. Các tân binh của quận Sơn Trà sẽ được giao về các đơn vị gồm Lữ đoàn Công binh 83 thuộc Quân chủng Hải quân, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Trung đoàn Bộ binh 971, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố Đà Nẵng. Công tác giao nhận quân diễn ra nhanh gọn, an toàn, hiệu quả.